Chào anh em, mình là trưởng Alex. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho anh em xem cảnh đẹp khu vực núi Mẫu Sơn. Hiện tại đang là 12 giờ 20 phút. Mùa này có mưa rất là nhiều cho nên anh em lên ngắm cảnh sẽ rất là đẹp. Nhìn phía xa xa đây chúng ta nhìn những chẳng khác thua gì là đỉnh núi Hà Giang, khu vực Mặt Đen Hà Giang ạ. Đây có sông, sông đừng có, xin các bạn không có sông nhưng mà có suối, mình sẽ view gần lại cho anh em xem. Đây suối nước chảy ào à. Đây anh em đến Mẫu Sơn thì mỗi mùa sẽ có những cảnh đẹp, có nhiều cảnh sắc cho anh em ngắm nhìn khác nhau, sẽ tận hưởng những cảnh giác khác nhau vào mùa hè. Trước mặt chúng ta đang nhìn đây là khu vực đỉnh núi Mẫu Sơn, hiện tại là mây đang lưng chừng núi thì chúng ta xa xa là nhìn thấy kia chính là khu vực nhà nghỉ chân mây. Thông thường là mây hay đêm đạt đến mức ở khu vực kia, đây xa xa của nó màu xanh luôn. Lát nữa mình sẽ lên kia và review cho anh em nhìn rõ hơn. Đây anh em đến Mẫu Sơn vào mùa hè tầm tháng 7 tháng 8 chỉ có một màu xanh ngắt thôi. Khu vực này thì cũng khá là sâu đấy. Đây anh em sẽ nhìn từ trên đỉnh xuống, mình sẽ view cho anh em cái suối nhé. Dưới trước mặt mình đây là khu vực rất sâu luôn, đây không nhìn thấy đáy gì cả đâu ạ. Đấy chỉ một màu xanh thôi. Anh em thấy video hay nhớ like và ủng hộ mình nhé, mình bấm đăng ký ạ.